Để tiếp nối chương mục Mốt Cùng Sao tuần này, hãy cùng chiêm ngưỡng người mẫu Hồng Anh trong những mẫu áo dài cưới của nhà thiết kế Hoài Sang. Không cầu kỳ về kiểu dáng, nhưng có thể thấy sự tinh tế trong từng mẫu thiết kế được thể hiện rõ nét qua hoa văn trên áo. Từng nhánh hoa được thêu tay một cách tỉ mỉ, ôm trọn đường nét của người mặc, tôn vinh sự thanh cao, dịu dàng vốn có của người phụ nữ Á Đông. Ẩn, e thẹn ngại ngùng trong nụ cười, nhưng cũng rất mạnh mẽ, độc lập trong ánh mắt.